Cách biết lòng người. Lòng người ta nham hiểm hơn núi sông, khó biết hơn là biết trời. Trời thì hàng năm có xuân, hạ, thu, đông, hàng ngày có buổi sáng, buổi tối, ta do đấy mà biết được. Đến như người ta, thì có kẻ ngoài rõ cẩn hậu mà trong thật kiêu căng, có kẻ trông rõ thật tài giỏi mà ngoài coi ra ngu độ, có kẻ ngoài rõ như vững vàng thư thái mà trong cuống rối nóng nảy, tâm tính bên trong, diện mạo bên ngoài trái nhau khó lường như thế. Cho nên quân tử dùng người cho ở xa để xem lòng chung, cho ở gần để xem lòng kính, sai làm nhiều việc để xem cái tài, hỏi lúc vội vàng để xem cái trí, hẹn cho ngày, ngặt ngày để xem có tín, ủy cho tiền của để xem có nhân, giao việc cho nguy biến để xem có tiết, cho đánh chén say sưa để xem cử chỉ, cho chỗ ở phiền tạp để xem thần sắc. Xem người đại khái như vậy thì họa mới có thể biết được người. Lời bàn khéo thật, người ta chỉ cách nhau một làn da mà ai đã biết chắc được ai. Sông còn dò, núi còn đo được, vì nó biểu hiện ra ngoài, chứ lòng người ẩn phục bên trong, lấy gì mà cân nhắc, lấy gì mà lượng xét. Cho nên ta chỉ trông thấy bề ngoài thì ta chớ đã vội tin bên trong. Trong ngoài thường khi trái hẳn nhau, ta phải để tâm nhận cho kỹ, ta phải biết cách xem cho tường. Đoạn dưới bài này, tác giả chính bảo cho ta cái cách ấy là cái cách biết được người thế nào là trung, tín, là tài, trí, nhân, tiết. Cái cách ấy kể cũng không khó, chỉ cốt phải đưa người ta hẳn vào việc làm hay khiến người ta làm trái lại sự thực để dò biết sự thực.